Ê, sao thì sinh mệnh có vậy anh? Ủa, Captain. À, này là Captain, em muốn hip hop, em muốn hip hop đấy. Với cái bản này thì em thấy như nào? Trời ơi, sao thì sinh mệnh có vậy anh? Bảng E là một bảng rất là nguy hiểm, khá là lo ngại. Tất cả mọi người đều chơi melody rất là kinh, toàn là những người trẻ và melody đấu với nhau mà. Cho nên là mình muốn có một cái buổi đấu thật là căng. Em nghĩ là bảng này em sẽ mang mẹ lên sân khấu. Mẹ em cũng đã từng theo nhạc, gia đình không đồng ý. Thì bây giờ em muốn tạo cái cú hích trong cuộc đời của mẹ em. Nhưng mà mình lắng nghe câu chuyện giữa Captain và mẹ thì mình lại nghĩ đấy lại là lợi thế cho Captain và cái chiến lược của mình, đó chính là sử dụng nhu để chế cương. Nó là một cái idea rất là hay nhé. Nhưng mà em làm gì cho cái việc đó không? Em À, đi này quá hay rồi. Mang mẹ là ca sĩ. À, mẹ ca sĩ rồi bạn này cũng là thủ khoa. Bên hát. Giờ mang mẹ lên diễn, ồ mang cái đó là quá ý nghĩa luôn. Thật sự cái chuyện nếu mà ai trong cuộc đời mà có thể làm được những cái điều này trời ta. Oh man, that's very good idea luôn á. Có gọi điện cho mẹ thì mẹ em chỉ trả lời mẹ chỉ muốn làm một cơn gió để có thể quay trở về những cái thành phố của ngày xưa, quay trở lại thực hiện cái ước mơ của mình ấy. Các khúc này mình muốn tìm lại thanh xuân của cả hai mẹ con. Mẹ mình đã làm quá nhiều trong một cuộc đời và mình cũng muốn mẹ mình nhìn lại mọi thứ. How about bây giờ mình nghe thử cái beat đó đi ha. Wukong. Con. Let's go, V-Ray. Ra diết từ đầu luôn anh ạ. Mình cũng có chuẩn bị cho Captain là một giai điệu thật là đẹp, chút gì đấy rock, một chút gì đấy ra diết, làm cho Captain có thể nói lên được hoài niệm của bản thân và sự cố gắng của hiện tại. Có dụng ý muốn đánh lừa khán giả để rồi mình có thể đổi 180 độ mang hơi hướng rock vào trong đó. Hồng Hồng đoán được là mình sẽ đi melody thế nào, mama của mình sẽ xuất hiện ở đoạn nào. Ok. Dạ, cái chủ đề của bản này là những câu nói trending. Những câu nói trending về mẹ. Nhưng mà những cái gì khó thì thường xuất hiện ngay trước mắt. Mẹ chở mẹ che. Bài nhạc của con luôn có mẹ mở mẹ nghe. Mẹ chở mẹ che là từ anh á. Con trai cưng của mẹ. Captain khi mà đi chơi với anh em như thế nào cũng được, nhưng mà khi mà đã đem mẹ lên đứng trước mặt mẹ khoe cả thế giới của em cho mẹ thì em phải chững chạc đứng đắn. Mà mình cảm thấy là cái này là một cái idea rất 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 là hay luôn. Và mình, man, không phải riêng mình mà mình bảo đảm với các mọi người là rất là nhiều rapper ngoài đó là ganh tị với cái khoảnh khắc này của bạn Captain luôn á. Mình ganh tị quá. Trao hoàn toàn niềm tin hết cho huấn luyện viên của mình. Và các bạn cũng phải tin mình nha. Chào tất cả mọi người, em xin chào ban giám khảo và huấn luyện viên. Hôm nay thấy em có vẻ rất là thoải mái, cho anh biết là cái câu thịnh hành mà em chọn là câu gì? Là em chọn hai câu thịnh hành, đó chính là mẹ chở mẹ che. Nhạc của con hay thì mẹ mở mẹ nghe. Anh hy vọng là em hát cái bài này gây một cái nguồn cảm hứng cho những ông bố bà mẹ mà có con theo đuổi nghệ thuật, lúc nào cũng ủng hộ cho con của mình. Mời em, thưa quý vị, Captain. Rồi. Rolling Down, Nhật Nguyễn, Phạm Ngọc Hà, Hà Trà Đá. Ồ, Hà Trà Đá là guitar rồi, chắc mẹ là cô Phạm Ngọc Hà. Ok. To lên, to lên. Chỉ là một con gió thoáng qua giữa phố xa nơi giọt sương màu hà, chỉ là ước muốn hay là đi để cho nước mắt phai bớt trên khóe mi. Đằng sau bờ vai là những bước chân chậm rãi trôi đi giữa không gian buồn thiếu khử dại. Wow, còn là suy vật tư. Wow, hát hay vậy ta.
Lần này là cái lần đầu tiên mà LJ để ý cái giọng hát của bạn này nó hay như vậy luôn đó ta. Trong bức tranh mẹ giữ, chỉ mong sao thời gian không khiến ta thực sự. And I'm rolling, 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 rolling down. Con đã rơi vào trong bức tranh mình nào. Rolling, 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 rolling down. Con đã rơi vào con mong muốn má mà quay lại lúc xưa. Vu vơ mấy câu ca vào lúc mưa. Hòa vào màn đêm tối cũng đoàn đừng quên lối. Mà sao không thời gian chưa đi thật vội. Và rồi thanh xuân bay đi qua thật là mau ẩy. Mình không thu âm mà thu mình trong lâu ngày. Vì sau đây mong tôi có đây là thật khiến cho má lại câu mày cũng chỉ vì nuôi con lớn. Dày thật là sớm. Làm và mày làm nhiều việc hơn. Trời đông bước mẹ lại lo toan. Chứ những đứa con thêm khó khăn. Và con luôn mong về quê. Vì đó là nơi không chân chua để xe. Vì đó sẽ là nơi mà mẹ chờ mẹ che. Hay mong bề nhà của con có mẹ mời mẹ nghe. Hay quá em ơi. Đêm một ngày con nhận ra khôn và lớn đó là khi ăn đòn của mẹ lại không khóc nhưng sẽ khóc khi mà thấy mẹ ướt đôi hàng mi. Con biết con về bố không nói chuyện được lâu. Hai người đàn ông nhưng cái nhìn ngược nhau. Và bố dạy con không được run vì run thì chỉ đem mà đi một mồi câu. Và con đang làm việc này hàng đêm. Con bật cả máy tính 6 giờ thay nó làm thêm. Thời gian không có đủ cho việc ngủ nên là con không có bạn nên là bè. Đêm nói là thường xuyên vẫn còn mệt nhưng mà nó sẽ không đau. Nên nó cần nhiên liệu để vay thêm mong cầu. Đối với bạn tôi có phần con là nhiên không phải còn con mà chỉ đơn giản là một cái xóa đầu from mama. Hay quá. Nhiều trông gai con bướm đi qua. Dù xa sao vẫn luôn nhớ nhà. Mẹ cũng chẳng mong thêm điều chi. Nhiều khi cũng chỉ muốn quay trở về. Khi mà má mà mơ tròn 20. Ước mơ là đứng ở đây dù cho hồi đó ngày hai lần cơm nguội. Và bây giờ thì đến lượt con. Sẽ có những đồ ăn thật ngon. Tôi cho để thêm màu son. Phía giấc mơ mai sau. Vì giờ sẽ có má mà đứng chờ. Lấy được nhiều cảm xúc của LJ nhất từ đó đến giờ. Và giống kiểu hồi nãy là mình cũng rớt nước mắt mà mình cũng muốn đi ra ngoài để mà mình đã, nhưng mà mình cũng không muốn mất một cái khoảnh khắc nào lúc mà mình đang coi á mọi người. Cái này là lần đầu tiên mà LJ như vậy trước cái mic camera luôn. Oh man, hay quá. Một bài nhạc rất là gọi là rất là beautiful luôn mọi người, rất là đẹp luôn. Một cái mà giống như là kiểu mà mình có nhiều khi một nghệ sĩ có tài giỏi như thế nào họ cũng không thể nào mà làm được một cái bài nhạc như thế này. Tại vì không giống như kiểu mà bây giờ mình có giỏi như thế nào nhưng mà mẹ mình có phải là ca sĩ hay không, hay là cái relationship giữa mình và mẹ mình như thế nào để mà mình có thể làm được một cái bài nhạc như thế này, thì thật sự là mình rất 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 là ngưỡng mộ và ganh tị Captain qua cái bài bài nhạc này. Thật sự là quá là hay luôn. Mình thôi coi lại thêm cái nữa đi ha. Oh man, nghe lại thêm lần nữa đi. Oh my god. Oh man. Hay quá, mà bạn Captain lần này hát hay quá, rap cũng quá tốt luôn. Nhưng mà
Nhưng mà cái mà chung hết á là cái khúc, cái bài này là mình không thể nào mà đánh giá cái skill hay là cái gì, bất cứ cái gì nữa, mà là cái câu chuyện phía sau nó và người hát là ai và người hỗ trợ bạn này là ai. Quá hay, quá hay. Ok, let's go. Giọt sương màu hạt chỉ là ước muốn bé đi, để cho nước mắt phai bật trên khóe mi. Đằng sau bờ vai là những bước chân chậm rãi trôi đi giữa không gian buồn thiếu khử dại. Còn là suy vật tư trong bức tranh mẹ giữ, chỉ mong sao thời gian không khiến ta tự sự. And I'm rolling, 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 rolling down. Con đường rơi vào trong bức tranh mình nào. Rolling, 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 rolling down. Con đường rơi vào là lúc xưa vu vơ mấy câu ca và lúc mưa hòa vào màn đêm tối cũng đành đừng quên lối mà sao cùng thời gian trôi đi thật vội và rồi thanh xuân bay đi qua thật là mau ẩy mình không thu âm mà thu mình trong lâu ngày để sau đây máu tôi câu đây là thứ khiến cho mama lại câu mày cũng chỉ vì nuôi con lớn dày thật là sớm làm và mày làm nhiều việc hơn trời đông bước mẹ lại lo toan cho những đứa con thêm khó khăn và con luôn mong về quê vì đó là nơi không chân chưa để xe vì đó sẽ là nơi mà mẹ chờ mẹ che hay bao bề lề của con có mẹ mời mẹ nghe. Rơi vào trong bức tranh mình nào. Để một ngày có nhận ra khôn và lớn đó là khi, là khi ăn đòn của mẹ lại không khóc nhưng sẽ khóc khi mà thấy mẹ ướt đôi hàng mi. Con biết con về bố không nói chuyện được lâu. Hai người đàn ông nhưng cái nhìn ngược nhau và bố dạy con không được run vì run thì chỉ đem mà đi một người câu và con đang làm việc này hàng đêm. Con bất cập máy tính sau giờ thay đổi thời gian không có đủ cho việc. Cái khúc đó hay, cái khúc đó lyric hay. Đây là khúc này. Hai người đàn ông nhưng ngược nhau và bố dạy con không. Bố dạy con không được run vì run, tại vì run là run vì run thì là buộc mồi câu. Hay. Run rồi run nhưng mà qua tiếng Bắc thì là thành run. Đó là thành run thì là mồi câu. Đấy, hay. Để mà đi một mồi câu và con đang làm việc này hàng đêm. Con bất cập máy tính 6 giờ thay đồ làm thêm. Thời gian không có đủ cho việc ngủ nên là con không có bạn nên là bè. Đến và làm quen, thời suy vẫn còn mệt nhưng mà nó sẽ không đau. Nên lựa cần nhiên liệu để bay thêm mong cầu. Đối với bạn tôi có phần con là nhiên không phải còn có mà chỉ đến giờ là một cái xóa đầu from Mama. Hay quá. Nhiều trông gai con bướm đi qua, dù xa sao vẫn luôn nhớ nhà. Mẹ cũng chẳng mong thêm điều chi, nhiều khi cũng chỉ muốn quay trở về. Khi mà má mà mới tròn 20, ước mơ là đứng ở đây dù cho hồi đau ngày hai lần cơm nguội. Và bây giờ thì đến lượt con sẽ có những đồ ăn thật ngon, tôi chọn để thêm màu son. Phía giấc mơ mai sau, vì giờ sẽ có mà đừng chờ. Hay quá. Một tiết mục rất là dễ thương, rất là xúc động trên sân khấu. Và đây là mẹ Captain hả? À, xin chào cô và một tràng pháo tay cho hai mẹ con của Captain thưa quý vị. Xin giới thiệu, tôi tên là Phạm Ngọc Hà, hiện đang công tác ở trường cấp 3 tại thành phố Hòa Bình. Hôm nay thì cũng đến để hỗ trợ cho con trai. Trước kia thì cá nhân tôi cũng rất là mong muốn theo âm nhạc, nhưng mà bố mẹ thì cứ muốn là tôi theo sư phạm, vì khi đó thì sư phạm không phải đóng học phí. Thế và tôi cũng gác lại ước mơ đó. Hai mẹ con thì cũng có hay tâm sự với nhau.
Thế và con thì cũng có nói là con sẽ là người viết tiếp giấc mơ của mẹ. Hay quá. Ước mơ của con là muốn mẹ sẽ cùng một lần để đứng trên sân khấu cùng con ạ. Vậy còn gì bằng nữa mọi người, đúng không? Mình có ước mơ rồi, mẹ mình cũng có một ước mơ giống mình, và mình thực hiện được ước mơ của hai mẹ con một ngày đứng trên sân khấu là một bài nhạc chung trước truyền hình như thế này, mà một bài nhạc hay như thế này. Quá hâm mộ, quá hâm mộ, quá hâm mộ, quá ganh tị. Yeah. Mọi người có bao giờ mà nói chuyện mà thân với lại mẹ mình hay là giờ ba mình để mà rồi để mà thân đến nỗi mà có thể là mẹ mình chia sẻ ước mơ của mẹ mình cho mình hay không? Không, để mà mình biết được ước mơ của mẹ mình, thấy không, để mà mình mà cái này còn là mẹ với con mà cùng một ước mơ và làm được như vậy nữa mọi người. Cái này là không phải là ý nghĩa một bài thi là bất cứ cái gì nữa chứ, nó thật sự nó là như vậy. Nếu mà là một cái chương trình mà chấm để mà tới mà giống như mà đưa đến cho người nghe mà giống như tiếp cận người nghe càng nhiều thì càng ấy, thì đây, you know, bài này là bài mà có thể là LJ sẽ replay rất là nhiều lần lúc mà LJ nghe một mình. Tôi là lần này là tôi không hiểu là sao như thế này mọi người, thật sự là wow. What the hell man, oh my god. Cũng chúc mừng Captain, cũng chúc mừng mẹ Captain. Đây là một khoảnh khắc mà đi giờ dù có thế nào đi nữa thì khoảnh khắc này là một khoảnh khắc mà là vô giá của Captain và mẹ Captain, và mình rất là vui cho họ luôn. Những cái thứ này là mua không được bằng tiền mọi người, you know. Man, good job. Hay lắm B-Ray, hay lắm Captain ơi, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Wow. Dễ thương quá. Riêng cá nhân Thành hồi nãy Thành đứng dưới cũng rất là xúc động, tại vì cái bài này bản thân nó cũng là một cái bài rất là hay. Hay chứ. Chào cái tay nữa. Cái khúc mà bạn khúc mà Rolling Rolling Down Road nghe rất là tay luôn, nghe rất rất là tay luôn. Kiểu mà pop mà country pop của ở bên này nè, rất là hay luôn mọi người. Và Captain rap thì cũng có những cái câu lyric rất là để lời luôn đó. Nó rất là hồi nãy mà em chơi có nói đó. Yeah, rất là hay, bài rất là hay. Bài này là chiếm đoạt, là giống kiểu là trái tim của LJ hoàn toàn mọi người. Quá hay. Chắc chị tự hào về người con này lắm hả? Thật lòng là khi con tôi bắt đầu rap ạ, cá nhân tôi không phải là người ủng hộ lắm. Nhưng sau đó khi mà đồng hành và hòa mình vào với rap ạ, thì tôi thấy rằng là cái hay nhất của rap đó là nó không chỉ dừng ở việc là nghệ thuật vị nghệ thuật nữa. Tức là rap không chỉ dừng ở việc giải trí đơn thuần, mà nó còn hướng đến nghệ thuật vị nhân sinh, nghệ thuật vị con người. Rap rất đời, rất người, hòa vào với âm nhạc để truyền tải tới mọi người, và đặc biệt với giới trẻ thì đấy là điều cần thiết. Ví dụ như những lời cảm ơn cha mẹ có thể con không nói trực diện được, nhưng mà qua một ca khúc, qua những lời trong cái bài viết rap của các con thì các con đã nói được. Thật sự là đến bây giờ thì tôi là người mà cực kỳ đam mê rap, và tôi cũng đã quyết tâm học rap như quý vị đã thấy ngày hôm nay đã. Và đúng là cô làm việc ở trường học sư phạm là dạy học mà, cho nên cô nói hay quá trời hay luôn á. Những cái từ ngữ xài rất là hoa mỹ luôn mọi người. Dễ thương. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Tôi rất là ít khi mà thấy là con cái lại truyền cảm hứng ngược lại cho cha mẹ như thế này. Và thật sự rõ ràng là đây là một cái loại cảm giác mà tôi nghĩ là bất cứ người con nào trên đời này cũng mong muốn có. Là khi có bố mẹ là bạn đồng hành cùng với mình. Chúng ta càng gần nhau thì càng tốt, mọi thứ sẽ dễ dàng giao tiếp hơn rất là nhiều. Dạ, đúng ạ. Cảm ơn chị. Thật sự tôi ngưỡng mộ luôn, tôi ngưỡng mộ mấy người Captain quá em ơi, hay quá em.